Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Và giờ chúng ta sẽ soi tổng xét đồ của dàn xe mà thằng anh em xem sơ qua nha. Đây anh em ơi, thì anh em có khá nhiều hỏi Khả là dàn xe này thì nói chung của ông anh ở Campuchia rồi mới mua Khả để cầm hoạt động nha. Đầu tiên thì một xét đồng bang 20, 25, 26 và 26. Đây là xét đồng bang tương đối là đầu xe vờ tương đương là khoảng hơn 13 triệu Việt Nam đồng em ơi. 13 triệu Việt Nam đồng. Đó, rồi một cái nón kháng hỏa 25 chống 40 sinh lực sinh khí 20, hôm trước Khải ép anh em cũng xem trên video anh em biết rồi. Cái nón này ép hết khoảng tầm 2 triệu anh em ơi. Thời gian đó hiện tính nó cũng khá cao. Rồi thì tiếp tục với một cái đa bao tay kháng lôi 30 sinh lực và chuyển hóa sức thương 10, thì bao tay này ép khoảng hơn 1 triệu thôi anh em ơi. Bao tay này rẻ thôi. Rồi tiếp tục một cái áo thủ lý 25 chạm 40 chống 40 chạm 40 và phục hồi 40 chứ sinh lực thông pháp 19. Thì cái này thì ảnh mua luôn cái ạc, thì cái hiện tại so với hướng thì cái đồ này thì nó khoảng tầm niệm giá khoảng hơn 2 triệu món này mà cứ muốn tiếng mắt đọc từ tầm này hơn 30 kim này mà. Rồi đó, một đai lưng của 24 40 hai món làm chậm phòng thủ và một đai lưng 25 40 sinh khí 19 sinh lực nội lực. Nói chung là hai món là 80 chón 80 chậm, một món khăn lôi và một cái đao tóc 30 sát thương 42. Đó, con ngựa này một cái lại một cái ấn tín 24 kháng hỏa, sinh lực và kỹ năng một cấp. Hiện tại này đang có 3 kỹ năng vẫn có này mà. Thì trong rương này cũng còn một cái đao nữa mà, một cái đao tóc chón bên sát 100 nỏ nữa này, thừa này, mấy cái này đã bán lại này mà, bán lại. Rồi, nói chung là anh mua đồ rất là nhiều. Giờ đang bị lên một set đăng bang tiếp theo nữa nha anh em ơi. Cho xe. Rồi giờ chúng ta cùng xem sơ qua tiếp tục của một cái ạc khá là khủng trong dàn xe này. Khả cũng đang cầm luôn. Đây anh em ơi, cũng là một con đâm độc Max SS đăng bang này mà. Một dây chuyền kháng cả 19, một nhẫn kháng băng 26, một nhẫn kháng hỏ 26, một ngày bòi kháng độc 26 này mà. Đó, hiện tại dàn này đang đã hai set ăn bang rồi, hiện tại đang cố gắng lên set thứ ba nè. Đó, set này cũng tương đương như set kia mà, khoảng tầm 13 triệu này mà. Mình đã. Khoảng tầm 13 triệu Việt Nam đồng này mà. 13 đến 14 triệu. Nếu mà đem ép con này còn đỡ nha, còn đem mà ép khoảng 15 16 cũng như vứt luôn rồi này mà. Lỗ luôn á. Rồi, đó set ăn bang. Rồi một bộ tên thủ lý 2340. Sinh lực phòng thủ lý 2340. Rồi một cái nón thủ lý 2540. Nó đem độc bùa như này, vật này nó độc bùa nha mọi người. Một áo phù hồi 40, chạm 40, sinh lực và phòng thủ lý 24. Đó. Một đôi lưng thủ lý 2340, sinh thông pháp. Hiện tại đang mang 4 món thủ lý như nào. Con năm này năm độc bùa như nào. Khả cũng đang cầm luôn nha mọi người. Một đôi giày tóc 40, chón 40, sinh lực và kháng hỏa 24. Một cây vũ khí kháng hỏa 10, chống 40. Thì hiện tại đang có 80 chón như nào và 165 chậm. Một set đăng 3. Đó. Một ấn tín kháng băng 25 và sinh lực 200. Nói chung thì set đồ này cũng tương đương khoảng hơn gần 4 mấy triệu đó anh em ơi. Cả ăn ban đồ đạc này nọ thì cũng tương đương được rồi. Không tới nhưng mà là mười mấy nè. 2 4 6 8 10. Khoảng 10 triệu nó không, là set này khoảng tầm hơn 30 triệu anh em ơi. Hơn 30 triệu. Làm nữa. Set này hơn 30 triệu như này. Đó là mới con xe thôi anh em ơi. Hello anh em ơi, hello mọi người nha. 30 triệu nữa mà. Hai ạ. Rồi ạc thứ tư là ạc thứ ba cho anh em xem, đây là ạc thứ năm này. Thứ năm này thì sở hữu hai món tím thôi. Là lưng của đôi giày. Thì lưng đôi giày này thì mua thì tầm này khá rẻ, khoảng tầm hơn thằng người cũng hơn gần 2 triệu thôi. Đai lưng này khoảng tầm 20 kim. Đôi giày này khoảng hơn 10 kim nữa mà. Tầm hai món này khoảng tầm 30 kim, khoảng 2 triệu. Một cái đao tóc 30 39, đai lưng thủ lý 22 40. Một đôi giày 16 40, tóc 40. Một diện kháng cả 6 kháng 25. Một áo hồi 40 kháng băng 24, một cái nón kháng hỏa 25, một bao tay kháng lôi 29, một nhẫn 13 kháng hỏa 30 chón thì được búp bắt đầu bình dương này thì đạt 80 chón rồi nè. Rồi một nhẫn 540, một ngọc bội kháng lôi 29, sinh lực 198. Đó, xe đồ này cũng dàn xe nữa mà, xe đồ này dàn xe này thì cũng tầm tương đối cũng tầm hơn 3 triệu thôi mà, nó chỉ giá 2 món tím thôi, còn lại thì mấy món đồ này nó cũng khá tương đối thôi, rẻ thôi nè. Rồi tiếp tục là anh em cùng xem sơ qua con Nga mươi búp mà được Khải cho lên xe, lên ngựa. Nga mươi búp đây nè, con này Nga mươi búp nha. Ở đồ đánh thông kim này, Nga mươi búp quên đỡ, hiểu không búp luôn. Trời ơi, này có, mà do con Nga mươi Khải giờ mới lóc mà quên rồi nha. Rồi, một con nón định quốc thủ lý 30, dây chuyền kháng cả 16, kháng lo 13. Một áo phục hồi 40, hợp kim. Một đai lưng, kháng lo 28, sinh lực 115. Một tay phòng thủ lý 15, chậm 30. Một nhẫn kháng lôi 29, một nhẫn kháng lôi 26, một nhẫn một ngọc bội kháng lôi 26. Ủa, hai thằng ép mình chứ à. Rồi
một cái đao tóc lộn. Ôi con kia nó mất tiêu, cho anh em xem, chắc mất tiêu, đợi lại tí nữa mà. Vừa rồi anh em đang xem nghe mi đúng không, cho anh em xem nha. Vừa rồi nghe mi, vừa rồi mới xem. Ồ, nó quấn diệt thần này mà. Thiếu Lâm này, nghe mi này. À Thiếu Lâm chứ, vừa rồi thiếu Thiếu Lâm đây nè. Thiếu Lâm xem xong rồi, đến nghe mi nè. Đó. Rồi đến một cái đôi giày thì tóc 28 khăn loài, quanh tóc 23 khăn loài 28. Đại lưng. Nói chung là auto khăn loài này mà. Đó. Và cái vũ khí làm chậm 40 kèm với bao tay này làm chậm 30 nữa thì kèm với thanh âm của nghe mi á thì đạt mất 80 làm chậm như nè. Đó, đạt mất 80 làm chậm. Đây nghe mi búp này thôi, nói chung là auto khăn loài. Đó. Giá trị khá đẹp luôn. Rồi. Đây là dàn đồ cũng như là dàn xe của ác ma thần nha mọi người. Đó, một dàn xe khá chắc này mà hiện tại đang cố gắng lên xếp đăng bang cho con Thiếu Lâm này nha anh em. Khi nào lên xếp được xếp đăng bang cho Thiếu Lâm được thì sẽ like video cho anh em xem. Đó. Nói chung thì dàn xe này cũng gần cả trăm nữa anh em ơi, gần cả trăm nữa. Bây giờ đợi lên ăn bang cho Thiếu Lâm thôi. Chung là ăn bang lên Thiếu Lâm cũng đã chuẩn bị đồ anh em ạ. Đây nè. Một cái nón làm chậm phòng thủ này, một tên làm chậm phòng thủ này, nón kháng hỏa này, đai phòng thủ lính chậm này, nói chung là bây giờ ít hôm là ép một cái áo với lại một cái đôi giày nữa thôi thì đủ sẽ cho Thiếu Lâm thôi, nếu mà là sẽ đăng bang luôn nha. Rồi anh em xem video này đừng quên đừng ủng hộ cho cao thủ ma thần này, một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Nói chung lúc nãy thì Khải trận thống kim được top 4 nha mọi người, trận thống kim được top 4 đó là con long đao này, thì anh em cũng xem sơ qua thì anh em cũng thấy tổng sức đồ này. Đó, hạt chính thì nó có hai cây vũ khí này mà kèm với theo hai cây nỏ nữa. Hai cây nỏ thì Khải đang ít hôm Khải sẽ ra bán lại nè mà. Đây, bỏ không này, hai cái nỏ, một cây 37, cây 40. Đó vậy thôi. Hiện tại bây giờ đồ hồng kim môn phái thì vừa chính thức mới ra cách đây khoảng hơn một tuần nữa mà, nên là trong thời gian này thì cũng chưa nữa mà, không có nô nữa mà. Đợi ít hôm nữa như thế nào rồi ra luôn nè, lên đồ lên đặt an bang quân hồng kim môn phái luôn. Đang dự định từ từ, chưa có nô, không có gì nô cả. Đó, đó là dàn xe nha. Ok, Khải mua báo lên cho anh em xem nha. À, trả lời câu hỏi cái. Trả lời câu hỏi đâu. Đấy. Nói chung là cái này thì chịu khó trả lời một tí rồi nè mày. Rồi do hết. Cùng quyền. Mấy cái này thì trả lời câu hỏi là lấy kinh nghiệm nè mày. Lời lấy thịt bàn nè. Ủa mấy người nào đánh mình cá chết vậy? Ba mẹ. Đúng cái một luôn trời. Anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ một like chia sẻ hỏi cho anh em ơi. Ok bây giờ là phải tiếp tục đi trả lời câu hỏi nha. Lấy kinh nghiệm ạ.